Vâng, đây là cô Abrao, Xuân Thứ đã có khá nhiều cô Abrao. Chắc là Xuân Thứ đã ăn vàng ở vị trí nào đó rồi. A few moments later. Kata! Vâng, cho son Kata anh em nhá, cân hơn bao giờ hết. Nhưng lợi thế anh cho chia sẻ cả Ngô Thế Phúc với 1, 2, 3, 4, 5 ạ. Chỉnh lại cái ấy đi em ơi. Anh em please em ơi. Ok, cảm ơn Ngô Thế Phúc với 1, 2, 3, 4, 5. Chúc giải đấu thành công. Thank you anh rất nhiều nhá. Đeo bỏ quả đầu đến cái thủ chim sẻ bài cầm cho son này. Và thằng này từ sau mà đưa cho cái hát tác của nhà đại trợ mà nó không cầm nữa thì tôi sẽ đuổi nó không có ngồi sau nữa anh em ạ. Hôm qua đưa hát tác không cầm. Vâng, cảm ơn anh Dương Đức Bình với 6 số 5 nha. Một con phù thủy dành cho anh Bình luôn. Thank you anh rất nhiều nha. Cảm ơn anh em đã donate game thủ tại đấu. Và như vậy anh Nam vừa donate 1 triệu kia là bằng bằng bao nhiêu anh em nhỉ? Bằng 100 anh em này. Anh Bình này bằng 55 anh em này. Đấy, các bạn thấy chưa? Mỗi người cốc trà đá thôi, đây hai anh Bình với anh Nam là một kèm hộ là 150 anh rồi. Còn lại là hơn 4.000 anh em nữa. Zoom to mã lên này, anh quét trò, ok anh luôn. Đây anh ơi, em phóng to mã lên cho anh quét để sẻ đi dò bài cho son đối đầu với Kata với phía bạn anh em nhá. Trận chung kết rồi, có anh Dương Văn Việt với 6 số 3 nữa. Làm vào video bài đấu này thôi. Đây, cho mã mắc Bình lên cho anh em dễ quét nhá. Cho son Kata nhá các bạn. Liệu rằng sẽ có mất thêm điểm nữa hay không thì ta phải chờ vài vở ở trận đấu này. Một điểm số nữa dành cho chim sẻ này, liệu có rơi đi hay không. Sau các vòng đấu đã qua thì chim sẻ đã có 17 điểm. Bắc Minh thì sẽ có là 18 điểm nhưng mà hôm qua vừa thua 98. Chào anh Đạt Thanh nhá, chào anh em. Rồi em cho nhỏ mã lại rồi, cảm ơn anh Văn Quyền KT1 với 29.584 đồng. Chúc anh Trung Việt Lót đi Hải. À, chúc anh Trung Việt Lót đi Hải. Ok anh. Anh và chúng biết lót đôi đêm giải 2 tỷ. Đây bây giờ đưa về. Chào anh Nguyễn Minh nhờ, cảm ơn anh Đông Minh Toàn với 2.000 đồng ạ. Cố lên bạn ơi ạ, ok anh ơi. Có bấy nhiêu đâu, một mỏ quả phụ đến từ chim sẻ bán thiếu một đồ. Trận đấu này cho son đối đầu Kata. Vàng ở trong nhà kia rồi. Nào chúng ta hãy cùng xem bài vở anh em như thế nào. Và chiến thuật sẽ ra làm sao trận đấu này đây. Đang rất căng cò rồi, chung kết rồi. Đã cho son Kata được, cảm ơn Lê Văn Tuấn với 5 số 1 ạ. Hải cho anh xin danh sách game thủ League 1. League 1 sẽ có Chim Sẻ Nắng, U98, Xuân Thứ, Mạnh Hào, Nâu 1, Truy Mệnh. Vâng, Dưa Chua và Nam Sông Kiêu anh ơi. Đó là game thủ tham gia League 1 ạ. Cánh đuôi 239 với 1 đồng nhá. Quỹ donate chúng ta được hơn 157 triệu rồi anh em ơi. Rất tuyệt vời rồi. Mã to, em vừa cho mã to lên rồi đấy anh. Aquia vừa to lên rồi đấy. Anh em muốn cho to nữa à? Mỗi ngày xem đôi đến 10k được không em, là quá được luôn anh. Cảm ơn đôi 535 với 10.000 đồng. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp ạ. Thank you anh nhá. Anh em đợi mình chút để xem bây giờ có anh nào vừa nhắn tin vào fanpage Hải Mario. Cảm ơn anh 535 10.000 này. Rồi ok, quay trở lại với trận đấu này. Cảm ơn anh Cam Tiến Dũng với 5 số 2 nhá. Fan hâm mộ chim sẻ, cảm ơn anh rất nhiều nhá. Anh em xem đã là ủng hộ cho bọn em rồi. Nhưng mà anh em nào có điều kiện anh em muốn donate cho game thủ thì anh em vẫn cứ donate thôi. Đây là một hình thức không hề bắt buộc anh em ạ. Tự nguyện thôi. Trái kia cho cả anh Nguyễn Xuân Đồng với 1.000 đồng ạ. Bài hơi xấu anh em ơi. Càng đế chết tôi rồi. Đây thì bấy nhiêu nữa. Cảm ơn anh Lăng Ngọc Thành với 150k. À về League Cup Hà Nội Việt Nam. Ok anh. Càng phết anh em ạ. Xuân Thứ thì anh em thể theo dõi trên fanpage AOE giải đấu cho cả anh đuôi 369 với 123.000 ạ.
Vẫn chúc giải đấu thành công. Ok anh ơi, tránh Hoàng Trần nhá. Bài này các bạn đi một bờ. Ok anh. Anh Hoàng Trần treo thưởng cho ai thắng sẽ mỗi nội dung được một củ anh em ạ. Em trai Vũ Trọng Quý nhá. Có anh Dương Văn Ngôi với Từ Quý Ba. Và trước khi đến với những cuộc giao tranh ở trận đấu này, tôi xin giới thiệu các bạn về nhà tài trợ Richman. Nhà tài trợ Richman tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều những ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận, với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, lại có voucher toàn sàn cho anh em với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm đến từ nhà tài trợ Richman chúng tôi thì các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong được anh em ủng hộ cho nhà tài trợ vàng của giải đấu lần này, nhà tài trợ vàng Richman. Cảm ơn Nguyễn Mạnh Dương với 1.000 đồng nhá. Anh Việt có thể check tin nhắn chờ nhá anh ơi. Em gửi cả mã QR code cho anh rồi đấy ạ. Cơ cấu nhà cửa của mình. Và chúng ta hãy cùng xem Xuân Thứ đang có bài đấu như thế nào. Điểm số sẽ đang cao hơn so với Thứ. Cảm ơn Nguyễn Văn Hiệp với 5 số 3. Phan Huy Sức chúc giải đấu thành công này. Đâu rồi? Khoanh rộn tròn. Ok, nét luôn. Cháy Vương Quốc Ba nhá. Không hề có thả kèo anh em nhá, không thả kèo gì cả. Anh em comment cho chuẩn. Đang đi đấu căng đét này anh em mà thả kèo. Ok anh Hải Long ơi. Như vậy chúng ta có lên đời sớm hơn Xuân Thứ trận đấu này nhá. Lên đời sớm hơn Xuân Thứ luôn anh em ạ. Đây em gửi mã QR cho anh Hải Long rồi nhá. Ok anh Giai nhá. Cảm ơn cảm ơn bạn Nguyễn Thị Lily với 5 số 3. Chào 5k anh em. Ok. Ok bạn ơi, cảm ơn anh Lê Bảo Thắng với 66.000 ạ. Như vậy là Xuân Thứ khung nha. Và đánh cái gì? Đánh cung A một váy dành cho game thủ Xuân Thứ ở trận đấu này. Xuân Thứ đánh cung A một váy và bắt đầu tăng A. Chủ động đánh cung A một váy nên Xuân Thứ luôn kín nhà luôn. Xuân Thứ đánh A khả năng giữ lại 1M à. Không, Xuân Thứ đánh A là căng đấy. Cảm ơn Lê Văn Đại với 12.345 đồng bán kín nhà đến Xuân Thứ luôn. Căng nhờ. Bài kín đấy Xuân Thứ này. Càng phết đấy. Và bắt đầu lao lên để chim sẻ. Xuân Thứ không thủ phù. Các anh Phạm Công Thắng với 10.000 đồng cho anh em buổi tối vui vẻ. Cung A đã là một áo đến từ game thủ Xuân Thứ đây rồi. Đánh Quang Hoàng nhá. Căng nhờ. Thứ đánh thẳng cung A một áo với game thủ chim sẻ nắng luôn. Nhưng mà cái vấn đề là mỏ vàng của Xuân Thứ ở đây. Chốt e. Đúng rồi. Là phải đóng một cái e vào đây. Đóng một cái e không đóng được đấy, thì chia sẻ. Chốt. Không, Xuân Thứ lại tiếp tục vẩy. Rất ghê, Xuân Thứ đang tụ cung ai anh em ạ. Cờ anh đuôi 835 với 123456. Hôm trước xin số em gặp mà không thấy đâu à. Ok anh ơi. Và đập vào mỏ vàng được bạn. Cảm ơn Quang Hoàng với 10 sao gửi tặng cái thủ chia sẻ ra. Chốt hai đầu. Anh ơi. Bẩn thật đấy. Cái Đông Minh Toàn với 3.000 đồng đã đốt hết game thủ tham gia giải đấu nhờ, thank you anh. Và nó dã cho hai cái BS vào đây thì bạn tôi cũng biết làm nào bây giờ. Thứ mất vàng. Và liệu còn bỏ vàng đâu nữa không? Và cậu anh đuôi 825 với 5 số 1, cậu anh thắng với 5 số 1. Ok, cậu anh thắng với 5 số 1 nhá. Và đây là bỏ vàng cho Thứ đang bị chim sẻ đang khai thác. Và cả dân già đến từ Rapper rồi sẽ đang có được đó là những con chém nào. Những con phù đứng ở bên phía sau nhưng nông dân cho Thứ đã mang ra. Ok anh Việt nhá. Tham lai số là 4x dành cho bài đấu này. Và đây là dân và chém. Cảm ơn Trần Văn Tráng với 56.356 đồng ạ. Nào Thứ sẽ ăn vàng ở đâu? Xem tham có tăng vàng hay không là biết ngay. Còn nãy giờ tôi thấy sẻ đang không soi. Và đang muốn ốp lên. Chung kết sau nội dung số là đừng kiếm vào một bài cho so đối đầu với Katarian và đánh phủ. Và đây là cung A một áo, Xuân Thứ đã có khá nhiều cung A một áo. Chắc là Xuân Thứ đã ăn vàng ở vị trí nào đó rồi. Sẽ đang điều những con phủ mình. Những con cung A một áo bắt đầu đổi sang màu 1. Có từ màu 8 sang màu 1. Đang có dân đập phủ chia sẻ những phủ đã có công nghệ. Và cảm ơn anh Thắng với 4.953 đồng. Đang căng quá anh ơi. Bắt đầu lao vào những cung A một áo bên phía đối phương nhưng lại phải lùi. Cái Nguyễn Sĩ Sơn với 10.000 đồng ạ. Đang rất căng dành cho game thủ chim sẻ nắng. Khi mà Xuân Thứ vẫn đang có được đó chính là những đơn vị cung A một áo khá là đông ở trên con dốc này. Rồi anh Việt ơi, ok đấy anh Việt ơi. Càng cò.
Vâng, lại còn tăng được cả A, tức là đội bạn đang ăn được đó là vàng ở đâu rồi anh em ạ? À? Thứ ăn vàng khác rồi. Em yêu người khác rồi, người ấy cũng như anh rất tuyệt vời, sống lên. Và có rất nhiều phù đến từ game thủ chim sẻ. Có cả chém đảo, còn rất nhiều những con phù ở phía sau đang chưa phù. Và sẽ có phải điều khiển những con phù này. Cảm ơn Cao Đế Tuyến với tư quý 9 đang đón đến game thủ tham gia đấu. Em trai vùng trời bình yên nhá. Và không tách bên trong ăn lừng đội bạn mà sẽ đứng hồi máu cho đơn vị quân của mình. Dành chim sẻ, và đây là chiếc nhà PP thứ tư. Đang ra dâm đều và ra ruộng đều. Hồi máu cho chém đi đã, hồi máu cho chém đi đã. Vâng, phải hồi máu cho những con chém này để nó còn có cửa để đảo tiếp. Cả anh Phùng Như Trường với 12.345 đồng ạ. Chốt cả BS vào không cho thứ ăn vàng nữa rồi. Đây là đứng hồi máu đây. Rất nhiều BE, rất nhiều dân, rất nhiều phù thủy. Cung ba cho thứ thì đang ở trên con đồi cao, nhưng chúng ta vẫn có thể dí vào để phù được. Vâng, phù đảo. Và bây giờ cung A thì làm gì có cửa hả Kami ơi? Anh nói lời chia tay với nội dung show đã được đi bạn ơi. Sẽ rất khó cho thứ để đỡ lại tên này kể cả là dân. Mời em đây em trai Nhung nhá. Và tỷ số là 2 dành cho game thủ chim sẻ. Múa quá dẻo ở trong trận chung kết này rồi. Và chiến thắng dành cho game thủ chim sẻ nắng 1 điểm. Trương Rapper Xuân Thứ, cả bên đuôi 338 với 6789 nhá.